trong tình yêu ấy, con gái rất dễ để dâng hiến. Đúng như người ta nói, nếu bạn đi vào cái thế giới của tình yêu, bạn mới thấy được là cái gì còn bí mật thì còn muốn khám phá, cái gì trần trụi thì nó không còn nữa. Cũng giống như một người con gái, các bạn yêu mà các bạn rất dễ để dâng hiến, chắc chắn tâm lý của đàn ông là gì? Rất dễ chán, vì nó đã chẳng còn gì để khám phá. Vì vậy bạn phải có cả những bí mật của tâm hồn lẫn thể xác, kể cả khi bạn đã dâng trọn họ, nhưng bạn vẫn phải biết giữ cái phần bí mật của thể xác như thế nào đối với đàn ông. Tình yêu là một sự nghệ thuật vô cùng phong phú, và Xuân Diệu đã viết lên cái bài Xa Cách. Nếu các bạn để cho người đàn ông cảm thức được tâm hồn của bạn, nhưng bạn bóc trần bằng một cách gọi là đã yêu không có gì để giấu, thì không phải. Thậm chí có những cái đứa trò của cô ấy, cô không nức nở tìm đến cô và bấm chuông. Cô bảo sao? Bảo con buồn lắm, con nghĩ đã rất yêu con ấy thì con phải thật, con đã kể hết chuyện tình yêu của con quá khứ cho anh ấy. Chúng ta nói là một cô gái đi, thế sao tại sao lại nói? Cô gái đấy không hiểu. Nếu là cô cũng nói. Nhưng chúng ta nhớ này, chúng